Xin chào, tôi là Nguyễn Linh Hải. Ở trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với bạn cách để chúng ta xác minh cái địa điểm của cái doanh nghiệp của mình hay là cái cửa hàng kinh doanh của mình ở trên Google Maps. Ở trong một cái video trước đây thì tôi có chia sẻ với có một cái video đó là 9 chiến lược gia tăng doanh số ngay lập tức thì ở trên kênh YouTube của tôi đó là Hải Eco. Thì có một cái video chia sẻ về cái vấn đề này rồi. Thì một trong 9 cái chiến lược này đó là chúng ta xác minh cái địa chỉ cái doanh nghiệp hay cái cửa hàng của chúng ta trên Google Maps. Cái mục đích của chúng ta đó là để khi mà khách hàng người ta search tìm kiếm trên Google, Google Search hoặc thậm chí là Google Maps sẽ ra cái địa danh cái cửa hàng và dịch vụ của chúng ta thì tăng cái độ trust của cái thương hiệu cũng như cái cửa hàng của chúng ta, giúp cho khách hàng người ta biết đến cửa hàng và thương hiệu của chúng ta nhiều hơn. Thì đầu tiên để chúng ta có thể xác minh trên Google Maps thì chúng ta sẽ vào Google Maps, sau đó thì tìm đến cái địa chỉ của chúng ta. Ví dụ như đây tôi sẽ chọn một cái địa chỉ, đó là ví dụ như đây là 17 Xuân Đỉnh chẳng hạn. Sau đó ở cái phần thêm địa chỉ bị thiếu này chúng ta sẽ lựa chọn vào đây và thêm vào cái tên công ty cũng như cái cửa hàng của chúng ta. Ví dụ như ở đây tôi sẽ thêm vào đó là tên công ty của tôi đó là Kappa Communication chẳng hạn. Thì đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực về truyền thông và tổ chức sự kiện thì chúng ta sẽ chọn vào cái danh mục đây là truyền thông, công ty truyền thông, và sau đó thì thêm một vài những cái thông tin về doanh nghiệp, ví dụ là số điện thoại và cái website của chúng ta, ví dụ như là kappa.vn, đây là website của công ty, và thêm cái giờ hoạt động, ví dụ chọn ngày là hoạt động tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở cửa là từ 8 giờ sáng, thời gian đóng là 22 giờ chẳng hạn. Rồi sau đó thì tích chọn vào là nhấn gửi để có thể là gửi cái thông tin này đến với cả trên hệ thống của Google. Thì ở đây nó sẽ có trùng với một những cái địa danh khác thì chúng ta sẽ bỏ qua và nhấn vào là vẫn gửi. Và như vậy là sau đó nhấn vào xong hoặc là có thể đóng góp thêm những cái địa điểm khác. Thì ngay lập tức thì ở trong chúng ta sẽ check mail thì sẽ có một mail của Google nó gửi về hệ thống, gửi về là đây đã xuất bản là thông tin bổ sung của bạn, thì sẽ chờ hệ thống của Google xác minh cái thông tin của chúng ta, và như vậy là chỉ sau một vài những cái thao tác ngắn thì chúng ta có thể xác minh được cái địa điểm của chúng ta. Ví dụ chẳng hạn tôi có một cái hệ thống về Happy Homestay chẳng hạn, thì bạn có thể search ở trên cái Google Maps, search là Happy Homestay chẳng hạn, thì sẽ thấy là sẽ ra những cái địa điểm mà tôi đã xác minh. Ở đây tại Hà Nội là hiện tại là đang có 6 địa điểm. Thì như vậy là khi người dùng người ta search trên Google hay là vào trong Google search chẳng hạn, Google search cái từ khóa cái tên doanh nghiệp của bạn, Happy Homestay, thì search trên Google này thì sẽ thấy là đây, đây là cái map mà tôi đã xác minh, và như vậy nó hiển thị lên những cái danh mục, những cái địa điểm, cái doanh nghiệp hay là những cái cửa hàng của chúng ta. Và như vậy thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ chốt cũng như là khách hàng người ta biết đến cái địa điểm, cái doanh nghiệp hay cửa hàng của các bạn nhiều hơn. Như vậy là chỉ sau một vài cái thao tác đơn giản thì chúng ta có thể xác minh cái địa điểm, cái doanh nghiệp hay cửa hàng của chúng ta trên Google. Chúc bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo.